Xin chào quý vị khách hàng, trong video ngày hôm nay thì Nissan xin giới thiệu đến quý khách hàng các mẫu nồi điện nấu phở chất lượng tốt nhất, bền đẹp nhất, giá thành cạnh tranh nhất và đảm bảo tiết kiệm điện năng. Chắc chắn rằng những mẫu nồi này đều sẽ là trợ thủ đắc lực cho các quán bún phở, bếp ăn lớn nhỏ hiện nay. Hiện nay thì Nissan đang sản xuất và nhập khẩu phân phối ra thị trường các loại nồi điện nấu phở dung tích từ 20 cho tới 200 lít. Trong đó thì dòng nồi nấu phở Việt Nam do Nissan trực tiếp sản xuất có hai mẫu là nồi nấu phở tủ điện và nồi nấu phở điện liền. Ngoài ra thì Nissan cũng nhập khẩu thêm các mẫu nồi nấu phở của Trung Quốc để quý khách có thể đa dạng sự lựa chọn về mẫu mã và giá thành. Nhìn chung thì các mẫu nồi này đều đảm bảo chất lượng vượt trội so với sản phẩm cùng loại trên thị trường với cam kết 100% chất liệu inox 304 cao cấp, dày dặn từ trong ra ngoài, thành nồi hai lớp inox và một lớp bảo ôn cách nhiệt bằng bọt xốp dày 3 cm, độ bền cao, hoạt động ổn định, đáp ứng nhu cầu sử dụng trong nước và các tiêu chí gửi đi nước ngoài, thiết kế tỉ mỉ đẹp mắt đến từng chi tiết và các mối hàn chắc chắn, không giò nước, không bị nứt với các lượng bình thường, đảm bảo sử dụng an toàn và tiết kiệm điện, có đầy đủ các linh phụ kiện đi kèm. Các sản phẩm nồi nấu phở Nissan đều đã được kiểm định và cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng bởi Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Việt Nam. Do đó thì quý khách hoàn toàn yên tâm về chất lượng. Quý khách hàng thân mến, hiện tại thì Nissan đang áp dụng ưu đãi vàng khi mua nồi nấu phở tại Nissan. Đó chính là giảm giá lên tới 20% và giảm thêm 2-5% khi mua từ sản phẩm thứ hai. Tặng thêm nhiệt trị giá lên tới 500.000 đồng, miễn phí vận chuyển bán kính 10 km tại tất cả các chi nhánh Nissan trên toàn quốc, hỗ trợ tìm nhà xe đối với các đơn hàng về tuyến tỉnh, bảo hành inox 6 năm, bảo hành điện 1 năm với tất cả các sản phẩm nồi điện nấu phở của Nissan sản xuất, bảo hành 3 năm đối với sản phẩm nồi điện nấu phở Nissan nhập khẩu và phân phối. Đặc biệt là Nissan có hệ thống 11 chi nhánh trải dài khắp cả nước, gồm Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Nghệ An, Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Nha Trang, Bình Định, Sài Gòn, Đồng Nai, Vĩnh Long và không ngừng mở thêm chi nhánh trong tương lai với mong muốn phục vụ khách hàng được tốt nhất. Việc giao hàng, lắp đặt và bảo hành sẽ diễn ra nhanh chóng và khách hàng có thể tới tham quan, mua sắm trực tiếp, thuận tiện, dễ dàng hơn. Ngay bây giờ thì các bạn hãy cùng xem nồi nấu phở của Nissan ninh hầm xương và nấu nước lèo thơm ngon như thế nào nhé! Có thể thấy là nồi nấu phở của Nissan ninh hầm xương rất ngon, nồi giữ nhiệt tốt và sôi rất đều. Nồi ninh hầm xương nhanh chóng đảm bảo thôi hết chất ngọt và dinh dưỡng từ xương ra nước dùng. Chất lượng nước dùng thơm, ngon và ngọt chắc chắn sẽ làm hài lòng bất kỳ thực khách nào. Và chính bởi sản phẩm chất lượng nấu bún phở ngon, hấp dẫn thực khách như vậy nên nồi nấu phở thương hiệu Nissan đã và đang ngày càng được đông đảo các chủ quán phở, các nhà hàng, khách sạn và bếp ăn công nghiệp trên cả nước ưa chuộng sử dụng. Để được tư vấn và đặt mua sản phẩm thì quý khách hãy nhanh tay inbox vào trang fanpage dienmayNissan.com hoặc để lại số điện thoại vào bình luận ở bên dưới nhé. Đội ngũ kinh doanh của Nissan sẽ liên hệ tư vấn cho quý khách hàng nhanh chóng nhất. Cảm ơn quý khách đã theo dõi video ngày hôm nay. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý khách trong những video tiếp theo.